What? Tiến chào mừng quý vị khán giả đã quay lại trên kênh của Tiến 83 Vlog nha. Thì bữa nay Tiến đang có mặt tại Phước Biển ở thị xã Vĩnh Châu nè quý vị. Thì bà con rất là đông đúc luôn. Nè, Tiến đã tới cái chỗ bãi giữ xe đó, Tiến đã gửi xe rồi, giờ Tiến ra di chuyển vào bên trong để Tiến quay những cái nét đẹp bên trong chỗ vị của chú được xem nha. Là năm nào cũng tổ chức Phước Biển tại địa điểm chỗ này nha quý vị. Thì ngay ra cái chỗ bãi giữ xe nè, thì Tiến muốn chuẩn bị đi vào bên trong để mời quý vị khán giả tiếp tục vào bên trong để khám phá, để chiêm ngưỡng những cái nét đẹp Phước Biển tại khu vực bên trong. Hay rồi thì Tiến không làm mất thời gian, Tiến sẽ mời quý vị khán giả vào bên trong với Tiến nha. Thì Tiến cũng đã vô tới khu vực đã tổ chức làm Phước Biển nó vậy, hiện tại bên trong thì chiếc máy cũng rất đông quý vị khán giả từ phương xa. Đây là cái phong tục rất là lâu đời của người dân tộc Khmer, thì đó là Phước Biển đó vậy. Tiến đã biết từ Phước Biển thôi, còn thật sự thì Tiến Khmer khi mà mình về thì cũng không biết. Có sơ số gì cũng mong quý vị khán giả đồng cảm bỏ qua cho Tiến nha. Ngoài đó, tại ngoài đó có cái lán chạy đúng không vậy, cũng có Phật Thích Ca đang ngồi ở phía đó, phép rồi hỏi để qua chỗ gì của bác cũng biết là được, tôi biết nha. Nâng dư văn hà ri, lục dây lục ca tăng ớ xa dù xa phá ra đại đàn nọ cân chân lê chân mất chú rùi rùm chê kỳ bói dương cái chân bát nế bát xa ma tà môi phép nâu cửa ngà lăng ca miền nè phép chả đáo nế bát xa ma bì giá phì giáng đa phì bó cho chú mùi nế về chăm tè phá đăng tia tù yên nế vì mình ta bánh mình ta bát nế nà đà sẽ kỳ đây bát vì mình được tướng nế bát nâng nha xa môi bòm ôn dư văn nâng dư văn hà ri nên phần chân dì ta xa thủ sắp và rắp tầng ớt bạc hãy nên chưa bị giật tất cả những nâu cửa là lăng ca bạc xa mở phê tốt xa mở quân bạc xa thủ
ចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបានដល់សេចក្ដីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាទៅហោ Ôi, cho hỏi là chú lấy đất này để làm gì, cái gì chú? Để mình thờ. Để thờ hả? À? Lấy đất này dễ là để thờ nghe vậy, chứ không phải là để thờ. Dạ, để thờ. Dạ. Thì cái cây này thì cũng theo tiếng biết được chú chia sẻ bên đó là cây này cũng được mấy trăm năm tuổi rồi đó quý vị. Thì cũng rất là linh thiêng. Thì dân đến đây để lấy những cái mảnh đất ở phía dưới để đem về để thờ đó quý vị. Đó là cái phong tục của người Khmer nha. Tiếng cũng không có biết gì nhiều, có sơ sót gì quý vị cũng thông cảm cho tiếng nha. Thì bên đây nè quý vị thì cũng có lấy những cây bên đây. Có những cái chỗ để lấy thôi. Thì theo tiếng biết thì tiếng lại tiếng hỏi xong rồi thì được chú đó chia sẻ là đem những cái miếng đất đó về để thờ nha quý vị, chứ không phải là chồng chồng. Rồi chút xíu nữa Tiến sẽ mời quý khán giả đi sâu vào bên trong để xem những cái phần tiếp theo bên trong nha quý vị. Thì hiện tại Tiến đang đứng ở khu vực ngoài, thì mới vừa vô tới thì Tiến quẹo qua đây để Tiến chia sẻ chút hình ảnh nét đẹp ở bên trong khu vực này để cho quý vị cô chú được biết đó. Thêm vài phút nữa thì Tiến sẽ di chuyển vào bên trong để Tiến sẽ chia sẻ những hình ảnh bên trong nha. สาธุสาธุสาธุอายุสมัยมีประจำเดือนอยู่ในปีย
mới thấy là tầm 1 tháng 3 nè, 35 ngàn, 3 cây 100, đẹp quá, nhiều quá, kẹo quá, 35 ngàn, 3 cây 100, đẹp 35 ngàn, 35 ngàn. Bữa nay nó đẹp 35 ngàn, một cái 135 ngàn, 3 cái nó 100 ngàn, 1 cái. Bữa nay đi chùa để mình chơi lưới rồi. Rồi tiếng đi vào bên trong nhé, thì hiện tại tiếng đã tới gần tới cổng rồi. Tiếng cũng chia sẻ từ bên ngoài vào bên trong cho quý vị cô chú bác cùng được nắm rõ nha.
Thank you.
Tôi nhỏ đâu, tôi lớn tôi nhỏ đâu. Rồi à, đi vô đây chú về, chú đi thì chịu giờ. À, họ có về nhắn rồi. Rồi rồi. Món đặc trưng của những cái buổi mà lễ hay là cái chùa gì nữa gì, đây là món đặc trưng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lũ anh này em biết. Vậy rồi Tiến cũng xin khép lại video tại đây nha quý vị. Thì chúc quý vị khán giả xem clip của Tiến vui vẻ hạnh phúc nha. Thì xem thấy hay nhớ để lại một like và một lượt đăng ký nha quý vị. Tiến sẽ hẹn quý vị khán giả một video tiếp theo của trên kênh Tiến 83 Vlog nhé. Dạ xin chào quý vị.